kính chào các thầy cô, tớ chào các bạn. Sau đây tớ sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện về chủ đề con vật. Câu chuyện có tên Cắt Kiện Trời. Nhà xuất bản Trẻ, Chuyện Dân gian Việt Nam. Ngày xưa ở một trần gian có những con thú vật và có cây cối. Trần gian rất đẹp, nhưng đã 3 năm không có mưa, cây cối héo, các con vật khác khô, đất nứt nẻ. Một hôm các con vật hẹn nhau đi lên trời. Đi tới trời, ở trời có cửa nhà trời có một cái trống rất to, ai gõ vào đấy thì Ngọc Hoàng sẽ giải quyết. Nghe tiếng trống, Ngọc Hoàng liền sai thiên thần ra xem thử. Thiên thần ra xem thử thì chỉ thấy một con cóc bé tí. Ngọc Hoàng tức giận bèn sai bầy gà ra mổ cóc, sai cáo ra vồ gà. Biết gà bị vồ, Ngọc Hoàng sai chó ra giết cáo. Chó ra thì bị gấu tha đi. Ngọc Hoàng rất tức giận vì đã sai tất cả các con thú rồi nhưng đều thất bại. Ngọc Hoàng đành phải cho cóc vào để nói chuyện. Ngọc Hoàng hỏi, cậu lên đây có việc gì? Ếch nói, đã 3 năm rồi, ở trần gian không có một giọt mưa nào. Xin Ngọc Hoàng hãy làm mưa, đất nứt nẻ, cây khô héo. Ngọc Hoàng nghe vậy, trách mắng thần mưa. Thần mưa đành sai rồng phun nước làm mưa xuống đến trần gian. Ếch thấy mưa đầy hồ ao sông suối. Các bạn sâu bướm cảm ơn cóc vì đã lên kiện trời nên có câu hát: con cóc là cậu ông trời, thế ai đánh cóc thì trời đánh cho. Bài học của chúng mình là nếu chúng mình gặp khó khăn, chúng mình cứ ngồi một chỗ là sẽ không giải quyết được vấn đề. Nên các bạn hãy di chuyển, hoạt động thì các bạn sẽ giải quyết được vấn đề nhé. Em xin kính chào tất cả thầy cô, tớ chào các bạn.